Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái trang web để ở nhà các bạn xả stress lúc Tết nhé. Nào bắt đầu thôi. Đây là trang web mình sẽ sử dụng nè. Các bạn hãy click vào cái đường link đầu tiên nhé. Vì vậy khi mà bạn click vào ở vị trí đâu trên cái trang web này thì sao? Con chuột hiện ở đâu thì cái ngón tay người sẽ xuất hiện ở cái vị trí đó, được chưa? Ví dụ mình qua vị trí bên này, nó chỉ thẳng vô mình luôn, thấy không? Hoặc là vị trí dưới này chẳng hạn. Ui, thấy không? Ví dụ mình để ở góc đi nha. Đây, các bạn thấy con người chỉ ngay con chuột luôn không? Và bên này, góc bên này chẳng hạn. Thích hợp để đất xã xì chết đúng không nào? Hãy follow và theo dõi StudyCare Education để biết thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.